Chủ nhà Qatar sẽ sớm mở màn World Cup 2022 với màn tiếp đón Ecuador trong khuôn khổ bảng A lúc 23 giờ hôm nay ngày 23 tháng 11. Đây là trận đấu đầu tiên trong lịch sử ở sân World Cup của đội bóng Qatar, hứa hẹn mang đến khoảnh khắc đặc biệt cho cổ động viên của nước nhà sau nhiều năm nỗ lực để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội tuyển Qatar là một trong những đội bị đánh giá yếu nhất của World Cup 2022. Bóng đá của châu Á vốn đã bị gánh phận lót đường cho World Cup, trong khi Qatar thậm chí không giàu truyền thống bằng các đội châu Á khác như là Ả Rập, Xê Út, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Tuy nhiên thì Qatar không cam phận tổ chức giải đấu để rồi sớm phải dừng bước trên sân nhà. Để chuẩn bị cho giây phút lần đầu tiên được đá World Cup, Qatar đã thực hiện chiến dịch chuẩn bị kéo dài ngót nghét 10 năm. Học viện Aspire được thành lập với chuyên gia quốc tế theo mô hình ở La Masia, là đào tạo lừng danh của Barcelona, với mục tiêu đào tạo cho Qatar những ngôi sao toàn diện về kỹ thuật, thể lực và tư duy chơi bóng. Nhờ việc chú trọng đào tạo và bồi dưỡng các lứa cầu thủ trẻ sinh năm 1995-1997 vốn được hoạch định là trọng tâm của World Cup, bóng đá Qatar đã chuyển mình. Đội tuyển Qatar vô địch ASEAN Cup năm 2019 và thành tích toàn thắng, chỉ thủng lưới một bàn duy nhất. Qatar đã đánh bại Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Ả Rập Xê Út và UAE trên đường đến với ngôi vương nhờ lực cầu thủ tài năng và lối chơi được huấn luyện viên Felix Sanchez nhào nặn nhuần nhuyễn sau 5 năm làm việc ở đội tuyển. Sau thành công ở ASEAN Cup 2019, đội tuyển Qatar trên đường dự Copa America 2019 và CONCACAF World Cup 2021 tại World Cup. Qatar gây bất ngờ khi vào tới bán kết và chỉ dừng bước trước đội tuyển Mỹ ở vòng loại World Cup 2022. Qatar chỉ đấu với châu Âu, gặp nhiều đối thủ mạnh như là Bồ Đào Nha, Serbia. Chiến lược của Qatar rõ ràng của các học trò Felix Sanchez liên tục được cọ sát và các đội tuyển ở những nền bảng bóng đá khác nhau trong 3 năm qua. Đội tuyển Qatar đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm và thi đấu và đang có điểm rơi phong độ tốt nhất khi toàn thắng 4 trận gần nhất. Trước thềm World Cup 2022, đội tuyển Qatar chọn các cầu thủ châu Mỹ như là Panama, Honduras, Guatemala để giao hữu và kiểm định lực lượng. Nhưng dường như đây cũng là kế hoạch của huấn luyện viên Sanchez nhằm đối phó với cách đá của các đội tuyển tại khu vực này. Ecuador cũng là một đội tuyển của châu Mỹ, do đó kinh nghiệm từ những trận đấu giao hữu giúp Qatar quen với cách chơi tại châu lục này để đối phó. Ở chiều ngược lại, Ecuador cũng chọn toàn đối thủ của châu Á để thử sức cũng như là Nhật Bản, Iran và Ả Rập Xê Út, không nằm ngoài mục tiêu để quen với những trưởng phái bóng đá châu Á. Nằm ở bảng đấu của Hà Lan và các đội tuyển đơn kim vô địch châu Phi như là Senegal, Qatar và Ecuador có lẽ coi nhau như một đối thủ phù hợp nhất để nghĩ tới 3 điểm. Ecuador giành vé dự World Cup 2022 khi đứng thứ tư ở vòng loại Nam Mỹ. Thầy trò huấn luyện viên Gustavo Juni Alfaro chỉ lọt lưới 19 bàn sau 18 trận, không phải chật vật tranh vé như các đội bóng khác. Qatar dự World Cup 2022 với tư cách là đội chủ nhà tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đại diện của Tây Á nhận được sự kỳ vọng lớn nhất khi nắm nhiều ưu thế trong tay. Tuy nhiên, Qatar lại rơi vào bảng đầu tương đối khó khi có sự hiện diện của hai đối thủ lớn là Senegal và Hà Lan. Chính vì vậy, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến đội chủ nhà bị loại ngay sau vòng bảng. Ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Francis Sanchez đã có cuộc đọ sức với đối thủ vừa tầm là Ecuador. Đây là cơ hội tốt để Qatar tích lũy điểm số trước khi bước vào trận đấu mang tính chất sống còn với Hà Lan và Senegal. Với dàn nhân sự đồng đều và nhiều năm thi đấu cùng nhau, Al-Babi hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Nam Mỹ. Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Ecuador lại rất vất vả khi có tấm vé dự World Cup 2022. Thậm chí họ còn liên tục bị Chile và Peru đập đơn kiện vì sử dụng cầu thủ không đúng quy định tại vòng loại World Cup 2022. Nhưng sau tất cả, đội bóng Nam Mỹ vẫn có mặt trên đất Qatar để tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ecuador rơi vào vòng đầu với sự xuất hiện của chủ nhà Qatar, Senegal và Hà Lan, nhưng không được đánh giá cao ở khả năng đi tiếp. Tuy vậy, nên biết rằng lúc này Lachi đang sở hữu dàn nhân sự khá chất lượng với nhiều cầu thủ thi đấu ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, đội hình của họ cũng là sự kết hợp hoàn hảo giữa những cầu thủ cừ cựu với dàn sao trẻ. Nếu thi đấu ở đúng năng lực, thầy trò huấn luyện viên Gustavo Alfaro hoàn toàn có đủ khả năng giành 3 điểm trước đội chủ nhà. Theo dự đoán thì kết quả của Qatar và Ecuador là 0-1. 3 trận đấu gần nhất của Qatar có tổng bàn thắng là dưới 3 bàn. Qatar chỉ thua 1 trên 8 trận sân nhà gần nhất theo châu Á. Qatar ghi bàn ở 8 trên 9 trận đấu sân nhà gần nhất. 7 trên 9 trận ở sân khách gần nhất của Ecuador có tổng bàn thắng dưới 3 bàn. Ecuador chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Chỉ còn ít phút nữa thôi, thì trận đấu Qatar và Ecuador sẽ bắt đầu diễn ra. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.